Hello, xin chào các bạn. Khi các bạn có một cái file PDF và các bạn muốn đặt mật khẩu để bảo mật nó, các bạn không muốn cho nhiều người hay là bất kỳ một người nào đó khi sở hữu cái tập tin của bạn có thể xem được cái nội dung này, nhưng mà họ có thể xem khi họ có được cái mật khẩu mà các bạn cho họ, thì làm sao để làm được? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách đặt mật khẩu để bảo mật cho một cái file PDF nhé. Thì bây giờ mình sẽ mở một cái file PDF lên cho các bạn xem thử. Ví dụ như là mình có một cái tập tin PDF nó như thế này. Các bạn thấy không ạ? Hiện giờ thì mình không có bảo mật gì cả. Cứ mở ra là mình sẽ thể xem được hết tất cả những cái trang ở trong một cái file PDF như thế này. Đó, nó là như thế nhé. Bây giờ mình muốn là khi mà người dùng họ mở cái tập tin này ra và họ phải gõ cái mật khẩu mà mình đã quy định vào thì họ mới xem được. Thì làm sao? Ok, bây giờ mình sẽ đóng cái file này lại nhé. Mình sẽ giới thiệu các bạn cách làm. Cách làm rất đơn giản các bạn ạ. Các bạn có thể sử dụng rất là nhiều công cụ khác nhau, nhưng cái công cụ này theo mình là đơn giản và dễ nhất cho các bạn. Các bạn không cần phải làm gì nhiều cả. Bước đầu tiên, các bạn sẽ truy cập vào cái đường link mà mình để ở trong cái phần mô tả của video này, hoặc các bạn có thể gõ lại cái địa chỉ của đường link này trong cái trình duyệt web các bạn cũng được. Nếu các bạn muốn nhanh thì các bạn chỉ cần click vào phía bên dưới là xong. Sau đó các bạn sẽ tải, upload cái file mà chúng ta cần đặt mật khẩu lên. Sau đó các bạn gõ mật khẩu vào và chúng ta download cái file về. Nó chỉ có mấy bước như thế thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nhé. Mình sẽ click vào cái đường link này. Thì các bạn sẽ được đưa tới một cái trang web. Nó sẽ là như thế này nhé. Nó có chữ là Protect PDF. Thì lúc này các bạn thấy có một cái nút màu vàng là Choose File. Chúng ta sẽ click vào đây. Và chúng ta đi tìm kiếm cái tập tin PDF mà chúng ta cần đặt mật khẩu. Rồi, mình sẽ chọn cái tập tin PDF nhé. Rồi, ok. Sau khi mà nó upload xong lên trên mạng đó, thì các bạn sẽ nhìn giúp mình cái góc ở mấy bên tay trái, phía bên dưới. Nó có một cái chữ là Password to open the PDF đó. Thì chúng ta sẽ gõ cái mật khẩu của chúng ta vào đây. Mình sẽ gõ mật khẩu đơn giản thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất nhiên là khi các bạn cần có cái độ bảo mật cao hơn thì các bạn hãy chọn cho mình một cái mật khẩu tốt hơn, dài hơn và có nhiều ký tự đặc biệt hơn. Thì cái mật khẩu này nó sẽ được gửi cho cái người mà nhận cái file PDF và các bạn muốn người đó mở ra xem được thì chúng ta phải cho họ cái mật khẩu. Sau khi các bạn gõ xong mật khẩu rồi, các bạn sẽ click giúp mình cái nút màu vàng, màu cam vàng ở phía bên tay phải màn hình, Protect PDF File. Chúng ta sẽ click vào đó nhé. Rồi sau khi các bạn click xong thì các bạn chờ một chút xíu, nó sẽ hiện ra một cái nút là nút download. Nó màu xanh như thế này đây, chúng ta sẽ click vào đây. À, chúng ta sẽ click và chúng ta sẽ tải được cái file về. Cái file này nó giống như tên file cũ của mình nhưng nó thêm số 1 thôi. Mình sẽ mở cái file đó ra. Đây, cái file của mình đây. Này, cái file nó có số 1 chỗ này. Bây giờ mình sẽ thử mở cái tập tin này ra cho các bạn xem nhé. Đấy. Các bạn thấy gì không ạ? Ngay khi mình mở cái tập tin này ra thì nó yêu cầu là input open password, thì mình phải gõ 1 2 3 4 5 6 cái mật khẩu mà mình đã đặt cho cái tập tin này lúc nãy. Mình sẽ chọn ok nhé. Đấy, thì lúc này chúng ta mới có thể là truy cập được vào xem được cái nội dung bên trong. Đây là một trong những cái cách rất là đơn giản để giúp cho chúng ta có thể đặt được cái mật khẩu và bảo mật cho file PDF. Ok, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu như các bạn có cái câu hỏi, thắc mắc gì hoặc các bạn có cái cách làm hay hơn, các bạn hãy comment phía bên dưới nhé. Mình sẽ dành thời gian để trao đổi với các bạn. Và nếu được, các bạn hãy cho mình một đăng ký, cho mình một like với cái video này nhé. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.